Xin chào quý vị các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên viên tư vấn đóng gói tại đonggoitietkiem.vn. Trong video clip này tôi xin review cho quý vị các bạn túi hút chân không chất liệu nhựa PA kích thước 13x18. Đây là túi hút chân không có chất liệu bằng nhựa PA nguyên sinh, loại 1, loại cao cấp nhất trên thị trường. Có thể cấp đông, sử dụng để đóng gói thực phẩm và những cái sản phẩm như là linh kiện điện tử hoặc là những cái sản phẩm về thủ công mỹ nghệ vân vân, thì anh chị em có hoàn toàn có thể sử dụng đa mục đích. Kích thước là 18 x 13, 13 cm là chiều ngang đáy và chiều ngang miệng túi là 13 cm, chiều dài túi hay còn gọi là chiều cao túi là 18 cm. Thì 1 kg túi hút chân không chất liệu nhựa PA kích thước 13 x 18 có khoảng 210 cái, thì anh chị em có thể lựa chọn cho mình cái kích thước phù hợp. Thì video clip này tôi xin chia sẻ về cái kích thước 13 x 18. Anh chị em có nhu cầu đặt mua thì có thể liên hệ với đonggoitietkiem.vn thông qua tổng đài 0839575757. Chúng tôi luôn sẵn hàng và có thể giao ngay, chỉ bán, chỉ phân phối một loại chất lượng cao cấp nhất, chất liệu nhựa PA nguyên sinh. Tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn tại video clip tiếp theo.